Đấy, báo cáo các bác là em thì cái dòng đuôi dài xẻ cùi này thì nó có thường là em hay bán ở trên kênh là những cái con mà các bạn nhận thấy nó mượt mà đuôi dài, nhìn nó sẫm các thứ đấy, là chẳng qua là những con đấy là những con bọn em đi rừng để thu mua được rồi gột úm làm sao nó vào cám thuần cám bọn em mới bán cho các bác. Nhưng mà trong cái clip ngày hôm nay thì em muốn hướng đến một cái sự thuần chủng từ nhỏ. Thì đây là một cái con, hai con này là khác đàn. Hai con này khác đàn các bác nhé. Thì cái hai con này thì hiện giờ là nó được nuôi bón từ nhỏ và nó ở trong cái lồng nó cũng chật. Nên ra là nó là hai con đực luôn. Một con thì sẫm cườm này là con già hơn này. Còn cái con bên cạnh này là con bánh tẻ. Cái dòng này thì em cam kết với các bác là dòng nó là hàng thuần. Đấy các bạn nhìn thấy nó đứng nó nhìn người nó bộng rất là thuần. Thì dòng này này em bán riêng con những con chim này là em bảo hành cho các bác là chim đực. Đấy. Thì con nào cũng được, bạn nào lấy con non hơn thì đuôi nghe có vẻ nó vót hơn một chút nhưng mà nó là dòng bánh tẻ. Con này thì thực ra lông thì các bạn về các bạn tút bỏ cái chân lông đi thì nó sẽ mọc lại sau khoảng một tháng. Con này thì có vẻ yếm sẫm hơn. Thì mỗi một con này em báo giá công khai là 800 ngàn chưa có vận chuyển nhá. Thì mặc dù là thời điểm này thì nhìn nó cũng không được đẹp mượt. Nhưng các bạn đã từng nuôi chim cảnh, các bạn đã từng chơi chim cảnh thì các bạn biết là cái lông thì nó có thể mọc lại được theo năm tháng. Đấy, một vài thì chục ngày, 20 ngày, 30 ngày, một tháng. Nhưng riêng cái độ thuần thì các bạn không thể mua được. Bởi vì nếu như các bạn mua những con chim rừng về vào cám thuần thì nó cũng phải mất hàng năm. Đấy, những con này thì những cái tiềm thức là từ lúc há mồm đấy, theo tay người rồi thì vấn đề là nó đã đứng gần người từ lúc còn đỏ hỏn. Đến bây giờ nó đã ăn uống thuần thục. Nói thật với các bác là của chẳng làm bằng công. Đây là những cái dòng này nó em khuyến khuyến cáo là các bác muốn tìm đến những chú thuần thì các bác có thể là đặt mua con này 800k chưa có vận chuyển các bạn nhé. Đấy thì em sẽ đăng cái clip này là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Số điện thoại để đặt hàng là 033 5305982. Em tên là Thao, hiện đang sinh sống tại thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là Phượng Hoàng đuôi dài các bạn nhé. Hàng này là hàng bón thuần, hai con đực. Bạn nào thích lấy con nào thì lấy, 800k một con. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.